Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Vâng, kính thưa quý vị. Coca đó, có chữ Blue. Blue yes, Coca. Blue Coca. Yes. Anh Mark Hà là... Anh Mark Hà, em rất cảm ơn anh Công Thành đã trả lời nhanh chóng. Tại vì tuần trước anh Mark Hà có email cho anh mà có câu trong đó rất khó trả lời, tại anh không trả lời trên TV được. Cái anh về anh email lại ngay lập tức. Và đây này, một lần nữa em mến chúc anh và gia đình cuối tuần luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Đồng thời có nhiều show đặc sắc cho người Việt ở hải ngoại. Xin cảm ơn Mark rất là nhiều. Và bây giờ đây anh... Đây là anh Nghĩa, nhưng mà anh lấy tên là anh Người Thủy Thủ Già. Xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em trong đài, tất cả các ca sĩ khách mời. Hôm nay, Người Thủy Thủ Già xin yêu cầu ca sĩ nào cũng được hát bài Biển Nhớ để tôi nhớ lại ngày xưa đi tuần ở ngoài khơi. Xin cảm ơn. Anh nhờ Phi Khanh hát cái bài này cho anh hai khúc thôi. Dạ vâng. Nhá. Đang nghĩ bài ra Biển thứ, Nhớ. Ngày mai em đi, biển nhớ tin em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, soi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn, gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chân gió mưa xa. Ngày mai vai gọi buồn, nghe ngoài biến động buồn hơn. Xin cảm ơn Phi Khanh. Lâu lắm rồi mới thấy Justin trở lại show Công Thành. Tôi rất thích giọng hát của Justin Nguyễn. Mong Justin vừa hát vừa nhảy, anh biết thế nào, có một bài nữa cho khán giả xem được không? Và cảm ơn anh Công Thành đã cho khán giả những giây phút thoải mái mỗi ngày thứ năm. Dạ, cảm ơn anh chị Dung ở Tennessee. Cảm ơn chị Dung rất là nhiều. Một lát nữa Justin sẽ có một bài vừa hát vừa nhảy cho chị. Em xin kính chúc các anh chị dồi dào sức khỏe. Tuần nào em cũng đón xem Công Thành Show. Chị Phi Khanh giỏi quá, vừa coi tiệm vừa đi hát, chắc là chị mệt lắm phải không? Gì? Nói gì? Bà ngoại gì? Glam à? Không, bà ngoại bà gì ngoại đó? Bà ngoại lôi cuốn. Lôi cuốn? Thôi, ai là người đặt cái tên đó cho em? Anh nhớ anh nha. Tên là gì? Anh xóa mất rồi. Anh xóa mất rồi. Anh Matt. Matt. Matt, M-A-T-T. Cảm ơn anh Matt. Không phải không, mong chị hát thêm một bài nào mà chị thích nhất. Đó, một lát nữa sẽ có, kính thưa quý vị. Và sau đây, để Thành xin được mượn cái micro của ai cũng được nè. Đô Nghĩa ơi, tặng cho bác Kha nhé.